Lâu nay, dân ta vẫn có quan niệm dùng thuốc đông y là vô hại. Rất nhiều người có thói quen sử dụng thuốc đông y làm thuốc mát bổ. Nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, gầy yếu, đau khớp, mệt mỏi, phụ nữ muốn an thai hay có khi chẳng bị bệnh gì cũng đi cắt vài thang thuốc uống để củng cố sức khỏe. Tuy nhiên, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Chính vì nghĩ thuốc đông y là vô hại mà có không ít người đã bị dị ứng, ngộ độc, thậm chí là tử vong vì loại thuốc này. Các chuyên gia y tế cảnh báo, ngộ độc thuốc đông y hiện nay cũng ở mức báo động không kém vấn đề ngộ độc thực phẩm. Khoa dị ứng, miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai là nơi hàng ngày cứu chữa cho rất nhiều trường hợp bị dị ứng thuốc đông y. Điều đáng nói là số người phải cấp cứu do tai biến thuốc đông y không nhỏ. Trung bình mỗi tháng có hàng chục trường hợp đến khám và điều trị nội trú vì dị ứng, nhiễm độc với thuốc đông y. Ông Nguyễn Đình Chỉ ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh trở về sau thời gian điều trị tại Trung tâm Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng của Bệnh viện Bạch Mai. Tuy sức khỏe đang dần hồi phục, nhưng đôi lúc ông vẫn phải chịu đựng những cơn mẩn ngứa, phát ban. Toàn bộ lớp da và móng tay của ông đều được thay mới sau ca ngộ độc. Đấy, uống cái xong rồi thì nó đỏ người lên, xong rồi thì là người nó đỏ vùng vùng, xong rồi nó da nó rộp hết ra. Thấy cụ cứ tím hết người, người cứ run mà cụ vẫn tỉnh, nhưng mà cứ run lên rồi tím tái hết người thì đưa cụ đi. Cụ cứ mần những dày cộp lên, xong là lột từ chân mặt xuống hết đến tay, xong mới cuối cùng là chân là cuối cùng. Da hoàn toàn da mới đấy. Theo ông Chỉ, khi ông đang làm vườn thì bị ngã và đau tấy ở vùng lưng. Con cháu liền đưa cho ông lọ mật gấu. Ông thoa lên ngoài da và còn một chút thì uống nốt cho khỏi bệnh. Hai ngày sau, toàn thân ông Chỉ nổi mẩn đỏ, da bị bong chóc, thở khó. Ông nhập viện Bạch Mai trong tình trạng dị ứng nặng. Kết quả thăm khám của các bác sĩ cho thấy ông Chỉ bị dị ứng mật gấu. Là người trực tiếp điều trị cho ông Chỉ, bác sĩ Nguyễn Hữu Trường của Bệnh viện Bạch Mai đã từng chứng kiến nhiều ca ngộ độc mật gấu. Cụ bôi tại chỗ, bôi bên ngoài, sao nó không đỡ. Thế thì cụ còn bao nhiêu cụ mang, cụ uống một lần, uống một hớp, pha vào rượu và uống. Thế sau khi uống xong thì khoảng 2 tiếng thì bắt đầu cũng nổi mẩn ngứa trên da, bắt đầu cái nóng bừng. Đấy. Và sau đó thì một ngày sau thì bắt đầu nó nổi đỏ cả toàn thân. Sau khi mà bệnh nhân uống mật gấu vào thì thường là rất nhiều trường hợp đã tử vong ngay tại cộng đồng mà không kịp đưa vào bệnh viện. Và người ta cũng không thống kê những trường hợp đó. Và người ta cho rằng đó là do bệnh, chứ người ta không nghĩ rằng đó là do ngộ độc mật gấu. Tôi cũng biết một bệnh nhân bị xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối nhé. Thì sau đó thì gia đình cũng rất là khó khăn mua được một cái mật gấu ngựa, mật gấu rừng ấy. Sau khi uống xong, uống được khoảng 2 tiếng. Đúng rồi, 2 tiếng thì bệnh nhân tử vong ngay lập tức. Sau bệnh nhân tử hôn mê và tử vong ngay lập tức. Kèm theo đó là toàn thân tím đen, rất là nặng, tình trạng rất nặng nề. Đấy là một cái ví dụ mà tôi được chứng kiến ngay tại cộng đồng, ngay tại thực sự tại gia đình tôi. Tưởng là uống mật gấu được khỏe nhưng không ngờ uống mật gấu được nguy hiểm. Thế thì những người có tiền là dùng mật gấu, và người ta cũng đồn thổi mật gấu lên thành một cái chuyện hoang đường. Uống mật gấu khỏe, uống mật gấu để cường dương, uống mật gấu để sống thọ, rồi uống mật gấu để minh mẫn, vân vân. Hàng năm, Trung tâm Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai phải cấp cứu cho vài chục ca nhiễm độc do uống mật gấu. Có những trường hợp ngộ độc nặng dẫn đến viêm gan, suy gan, chảy máu khắp nơi, hoặc vô niệu, dị ứng phát ban, phải tiến hành lọc máu liên tục nhiều ngày để cứu chữa. Còn những trường hợp nặng thì có thể bị tử vong. Thay vì có tác dụng chữa viêm gan, thì nó có những cái thành phần gây lên viêm gan và gây lên sơ gan. Khi mà ta mà bị là tổn thương ở ngoài da mà có máu đông lại là chấn thương ở ngoài phần mềm ấy, thì bôi mật gấu vào là tan ngay, cho nên đi vào máu rất nhanh. Thế đã đi vào máu rất nhanh ấy, thì nó lại vào gan rất nhanh. Vì trong đông y là gì,
Can là tàng huyết, tàng trữ huyết, khí huyết mà là cơ thể không tiêu thụ hết thì nó tàng trữ ở gan. Thứ hai nữa là thận là nơi lọc huyết, thì nó đi vào hai cái nơi cơ thể hết hết, cho nên nó đi vào đó nó phá hủy hai cái tàng ấy đầu tiên, cho nên là nó mới sinh ra tổn thương hai cái tàng ấy. Từ lâu trong nhân dân, mật gấu đã được coi là một loại thuốc đông y, thậm chí là thần dược, có nhiều công dụng tốt với sức khỏe. Tuy nhiên, mật gấu không những không là thần dược, mà còn có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe. Trường hợp của ông Chỉ là một trường hợp may mắn sống sót trong số rất nhiều ca ngộ độc mật gấu. Mật gấu không có nhiều công dụng chữa bệnh, ngược lại, nó còn là một loại độc dược vì mật gấu chứa nhiều độc tố có thể gây nhiễm độc gan, mật với các triệu chứng như vàng da, vàng mắt, suy gan thận, điều trị rất tốn kém và có thể dẫn đến tử vong. Cả đông y lẫn tây y đều phủ nhận những lời đồn thổi về công dụng của mật gấu. Thế thì cái mật của con gấu là từ đâu ra? Từ dịch tùy mà ra. Đông y gọi là vị khí, đông y gọi là vị khí, còn tây y thì là dịch tùy. Thế dịch tùy này tiết ra để tiêu hóa thức ăn. Thế tiêu hóa thức ăn thì mỗi loài động vật và con người là ăn uống khác nhau. Hay là con gấu là ăn thịt thối, ăn thịt sống, ăn thịt thối. Thế thì bây giờ con người liều mà ăn thịt thối thì có tiết ra dịch vị để mà tiêu hóa được cái thịt thối đó hay không? Cho nên là mỗi cái con nó có một cái tính chất khác nhau. Cho nên đừng tưởng là ăn mật này rồi tốt, ăn mật kia tốt. Theo các chuyên gia, một thang thuốc đông y thường chứa rất nhiều vị thuốc, nhưng hiện chưa thể phân tích được hết từng vị để tìm ra đúng căn nguyên gây dị ứng. Đây cũng là một khó khăn cho bác sĩ trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh nhân dị ứng thuốc nam. Các bác sĩ khuyến cáo, điều cần đặc biệt lưu ý khi dùng thuốc đông y là nếu thấy bất kỳ triệu chứng như ngứa, nổi mẩn đỏ, nổi bọng nước trên da, viêm đỏ mắt, miệng, họng, sốt cao, thì lập tức dừng uống thuốc và đến ngay cơ sở y tế để được xử lý kịp thời. Đối với đông dược thì nguồn gốc là thảo dược, là nguồn gốc thiên nhiên, nó cũng có những chất riêng của nó, và khi cơ thể mà không chấp nhận thì nó gây ra một phản ứng dị ứng, nếu nhẹ thì gây ra cái phản ứng ngứa nhẹ nhàng, nếu nặng hơn có thể gây một cái gọi là dị ứng mề đay, phát ban toàn thân và gây ngứa nhiều, và nặng hơn nữa có thể gây ra triệu chứng nặng hơn là gây ra suy thận, gây ra tăng cơn hen phế quản hoặc viêm cầu thận vân vân. Thì đấy là những nguy cơ rất có thể ra, bởi vì đã gọi là thuốc, tức là anh phải dùng ở một cái liều nhất định nào đó để tạo ra một cái tác dụng trị bệnh. Và thuốc chúng tôi coi như một con dao sắc, khi nó có tác dụng trị bệnh có nghĩa là nó có một tác dụng ngược lại. Vậy thì tốt bao nhiêu, mạnh bao nhiêu thì nếu ta dùng sai thì tác dụng phản tác dụng còn sẽ mạnh bấy nhiêu. Theo các chuyên gia, mật gấu hay sừng tê giác có rất nhiều chất lạ với cơ thể con người. Không những không được dung nạp mà còn có thể gây ra các phản ứng gây hại cho cơ thể, mà biểu hiện nhẹ là dị ứng. Mật gấu và sừng tê giác rất nóng và độc, nên nó có thể làm tan huyết, làm cho các mạch máu lưu thông mạnh. Nếu tùy tiện uống mật gấu, máu lưu thông nhanh, làm vỡ các mạch máu, gây ra chảy máu dạ dày, bục dạ dày và tử vong. Như vậy, việc tìm mua và sử dụng mật gấu hay sừng tê giác là những hành động khiến tiền mất, tật mang. Những người bị hen phế quản, viêm mũi hoặc viêm kết mạc dị ứng thức ăn, côn trùng đốt hoặc tiền sử gia đình có người dị ứng đều thuộc nhóm có nguy cơ cao bị dị ứng thuốc nói chung và thuốc đông y nói riêng, nên càng phải hết sức cẩn trọng khi sử dụng thuốc. Về mặt khoa học hiện đại đã chứng minh được rằng khi gây dị ứng thì 85% cái dị nguyên, tức là một chất lạ đối với cơ thể để gây ra dị ứng, một cái phản ứng mất cảm với cơ thể là nguồn gốc từ động vật, tức là từ các đạm, còn 15% nguồn gốc phi protein, ví dụ là nguồn gốc bụi trần nhà, bụi đường rồi xăng xe vân vân, thì là chỉ có 15%.
Vậy thì cái lượng là mới khối lượng 85% nguồn gốc từ protein, là từ các đạm, mà đạm đó là đạm lạ. Vậy thì đấy chính là một nguy cơ. Chính vì thế mà khi sử dụng các vị thuốc nguồn gốc động vật thì chúng ta rất thận trọng. Đặc biệt ta chưa dùng bao giờ hoặc ít khi dùng thì bao giờ cũng dùng một liều thăm dò trước, rất ít, nhẹ nhàng trong một vài ba ngày, rồi nếu không có phản ứng gì cơ thể chấp nhận thì lúc đó mới có thể tăng liều sử dụng được. Không chỉ gây dị ứng, thuốc đông y còn gây ra rất nhiều ca ngộ độc. Ngộ độc liên quan đến thuốc đông y tiêu biểu nhất là ngộ độc thuốc cam. Đầu năm 2012, hàng loạt trẻ nhập viện vì ngộ độc trì do uống và bôi thuốc cam, một loại thuốc bột không rõ nguồn gốc, có màu xám hoặc màu xanh, màu vàng cam. Bộ Y tế đã phải chấn chỉnh việc quản lý hành nghề y học cổ truyền và ngăn chặn các ca ngộ độc mới do thuốc cam trôi nổi. Trong vòng 4 tháng đầu năm 2012, riêng Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 130 trẻ ngộ độc trì do thuốc cam. Bệnh nhân đến từ 27 huyện thuộc 15 tỉnh, trong đó một số nơi có số ca mắc cao như Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Nam Định. Bài thuốc cam dùng cho trẻ em còn có tên là bài Sâm Linh Bạch Chuột Tán, bao gồm các vị nhân sâm hoặc đảng sâm, bạch linh, bạch chuột, cam thảo, bạch biển đậu, hoài sơn, liên nhục, cát cánh, ý dĩ, sa nhân. Bài thuốc có tác dụng chính là bổ tỳ, tiêu thực. Nếu thêm hai vị sử quân, hạt giun và binh lang, hạt cau thì có thêm tác dụng khu trùng. Tuy nhiên, tùy theo mục đích chữa bệnh hoặc theo kinh nghiệm của mình mà một số thầy thuốc đông y có thể gia giảm thêm một số vị thuốc khác nữa theo các hướng khác nhau, như cho thêm vị thuốc có tác dụng sát khuẩn. Và chúng tôi nhận được những bệnh nhân đầu tiên ấy là do chính là cái Viện Khoa học Việt Nam họ gửi bệnh nhân đến cho chúng tôi. Bởi vì qua các trẻ em được bị nghi ngờ được xét nghiệm đến, xong là từ một cháu nghi ngờ xét nghiệm ra ngộ độc trì thì những cháu khác dùng thuốc đấy thì cũng bảo nhau đi xét nghiệm, và họ thấy xét nghiệm ngộ độc trì là họ gửi đến Trung tâm Chống độc, và rất nhanh chóng là cái số bệnh nhân nó tăng lên hàng chục, nhiều chục. Thế và khi chúng tôi phát hiện ra vấn đề đó, và chúng tôi mới nhận thấy có một tình trạng là cái thuốc nam cam này không phải là thuốc cam thật mà thuốc cam dở. Và trong những cái mẫu thuốc mà các bệnh nhân dùng mang đến thì xét nghiệm là cái lượng oxit trì rất là cao. Cái lượng oxit trì mà trong đông y các cái vị thuốc cổ truyền người ta vốn gọi là hồng đơn, và người ta sẽ dùng liều rất nhỏ để có mục đích an thần, rồi là một vài mục đích khác nữa. Nhưng mà bây giờ thì các ông lang là cho vô tội vạ. Có những mẫu thuốc là 80% là oxit trì, có những mẫu thuốc là hàm lượng trì đa số là chiếm khoảng 40-50%, tức là nó không có một cái công thức liều lượng nào cả. Đấy, và rất là độc. Có những trẻ chỉ dùng có 3 ngày, mỗi ngày bôi cái thuốc cam ấy vào miệng chữa tưa lưỡi 2 lần đã bị lên cơn giật, bị hội chứng nó cấp đi và đã xét nghiệm là ngộ độc trì loại nặng. Ngộ độc trì cấp nặng thì sẽ lên cái hội chứng não cấp ấy và có giật. Theo báo cáo của Sở Y tế tại các địa phương, phần lớn thuốc cam được người dân mua từ người bán thuốc dạo, ông lang, bà mế. Kiểm nghiệm nhiều mẫu thuốc cho thấy hàm lượng trì trong thuốc rất cao. Có mẫu lên đến 85% trì. Nếu bị ngộ độc loại này mãn tính, có thể gây thiểu năng tâm thần, đần độn. Những cái đáng ngại là nếu không được giải độc thì trì nó cứ tồn tại, thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của các cháu. Nếu nó ảnh hưởng đến sự phát triển thể lực, tức là nó chậm lớn, nó còi cọc đi, thì bố mẹ lại còn lo, còn mang đi khám. Nhưng nó ảnh hưởng đến trí tuệ, tức là nó nhiều mức độ khác nhau. Nó có thể nó chỉ giảm sút chỉ số IQ, nhưng có thể nó trở thành là học đâu quên đấy, đần độn, thì rất là nguy hiểm. Nên người ta cũng đã tính ra là cứ tăng mỗi cái mức độ chỉ máu nó cứ tăng lên thì cái mức độ giảm chỉ số IQ nó càng nặng và chỉ số IQ càng tụt xuống.
nó có một cái mức độ tương quan tỷ lệ nghịch như thế giữa nồng độ chì máu và cái chỉ số EQ của trẻ em bị nhiễm chì. Chúng ta thường thường là cho rằng là thuốc nam thì nó không có độc tính cấp và nó cũng không có độc hại vì từ cây cỏ thiên nhiên mà. Thì cái nghĩ đó nó cũng đến từ cái hiện tượng thực tế là đa số là dùng thuốc nam là nó không có tác dụng nhanh và mạnh như là thuốc Tây y. Nhưng đấy chỉ là đa số thôi. Còn thuốc nam nó vẫn có những vị độc chết người ngay tức khắc. Triệu chứng ngộ độc thuốc đông y là sau khi uống thuốc, bệnh nhân thấy người mệt mỏi, sốt cao, da tuột từng mảng như bị dội nước sôi, vàng mắt, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, suy gan, suy thận. Cũng có những bệnh nhân thấy cảm giác như bị kim châm toàn thân. Tiếp sau đó, trên da bệnh nhân xuất hiện nhiều đám đỏ da, nổi nhiều mụn, bọng nước, loét trợt các hốc tự nhiên như miệng, mắt, hậu môn, bộ phận sinh dục. Phần lớn người dân Việt Nam cho rằng sử dụng thuốc đông y là tốt, không bị phản ứng phụ, không chữa khỏi bệnh cũng không sao. Suy nghĩ đó là sai lầm. Bởi thuốc đông y hay tây y, khi điều trị, các bác sĩ đều kê đơn thuốc dựa trên kết quả khám, phác đồ điều trị. Nguy hiểm hơn, thuốc đông y không gây sốc cho người bệnh ngay lập tức như thuốc tây y, mà nó ngấm dần dần, gây ngộ độc từ từ, làm người bệnh không phát hiện ra tác hại. Khi đã ngấm rồi, thì cũng là lúc nó đã tích đủ độ để phát bệnh, gây ngộ độc. Khi người bệnh uống vào có những cái phản ứng dị ứng nhiễm độc thì người ta bảo phải như phải công thuốc như thế mới hiệu quả, thì đấy là một cái hiệu rất là sai lầm. Khi người bệnh đến viện thì nó quá nặng rồi và dẫn đến hậu quả rất là tai hại. Gần đây thì chúng tôi tiếp nhận trường hợp thuốc đông y là cái mức độ rất là nặng hơn rất nhiều so với cả thuốc tây. Đặc biệt cái đặc điểm của cái thuốc dị ứng thuốc đông y là diễn ra thường là chậm và đáp ứng điều trị rất là kém, cái nguy cơ tái phát sau khi ổn định thường là cao. Có những bệnh nhân điều trị đến hàng tháng trời nhưng vẫn không đỡ được, độ nó cứ tái đi tái lại. Ngoài cái diễn biến nặng này của sử dụng thuốc đông y thì một cái đặc biệt là cái sử dụng thuốc đông y vì thành phần nó phức tạp nên mình không thể xác định được nguyên nhân để mà hướng dẫn cho bệnh nhân cái cách phòng tránh sau này. Chính vì thế mà nếu bệnh nhân sử dụng thuốc đông y nếu mà người ta có dùng lại thuốc thì rất cái nguy cơ dị ứng lại rất là cao, vì mình không thể dặn, không thể phòng tránh cho người ta được. Đó là cái khó khăn trong cái việc mà tư vấn giáo dục cho người bệnh sau này. Không giống như thuốc tây thì mình có thể xác định được cái nguyên nhân gây dị ứng và mình hướng dẫn cho người ta tránh được cái thuốc và những cái thuốc có liên quan với thuốc đó. Nhưng riêng thuốc đông y thì rất khó để có thể xác định và tránh được. Đây là khu phơi hong dược liệu của xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Địa phương nổi tiếng với nghề bán thuốc nam. Chưa bàn về chất lượng các loại dược liệu nơi đây. Nhưng nhìn cách người ta bảo quản dược liệu như thế này cũng đủ biết chất lượng vệ sinh của thuốc đông y đến đâu. Ở Việt Nam, khí hậu nóng, ẩm và mưa nhiều làm cho hàm lượng nước trong không khí cao, cộng với dược liệu phần lớn có nguồn gốc thực vật, động vật như xương, da thịt, mật, rất dễ hút ẩm và là thành phần dinh dưỡng thích hợp cho vi khuẩn, nấm mốc, côn trùng phát triển. Tôi đã tiếp nhận một trường hợp hàng chục bệnh nhân bị dị ứng và nhiễm độc khi dùng thuốc của cùng một nhà thuốc, bởi vì lý do là có một cái vị thuốc bị nấm mốc. Và chỉ đến khi người ta cùng vào chỗ chúng tôi điều trị thì người ta mới phát hiện ra là người ta bị nấm mốc vì cái thuốc đó. Trong đầu người ta luôn nghĩ rằng là uống thuốc đông y thì không có nguyên nhân, không có tác dụng phụ gì. Nhưng chỉ khi cùng gặp nhau trong đấy mà người ta cùng mới hiểu rằng là người ta bị dị ứng với thuốc đông y. Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ dược liệu bị mọt là 15-20%. Tỷ lệ khối lượng dược liệu bị mốc là 12-28%. Nấm mốc làm giảm chất lượng dược liệu, tiết men phân hủy hoạt chất trong dược liệu, tiết các độc tố, đặc biệt là các aflatoxin trong dược liệu. Nấm mốc và độc tố nấm gây bệnh nấm như viêm giác mạc, viêm màng trong tim, tổn thương gan, ung thư gan. Những loại độc tố này không bị diệt ở nhiệt độ cao, khoảng từ 160 đến 170 độ C. Do đó, nếu trong trường hợp nấu chín, thì độc tố aflatoxin vẫn tồn tại mà không bị phân hủy.
Trường hợp độ ẩm môi trường quá thấp, nước sẽ kết tinh trong nguyên liệu, có thể làm thủy phân các thành phần, chất lượng dược liệu giảm và sẽ thay đổi dược tính. Cái bảo quản dược liệu là vấn đề rất quan trọng. Bởi chúng ta biết dược liệu, trong thành phần dược liệu rất nhiều hóa chất là một tạo ra một môi trường thuận lợi để nấm mốc hoạt động. Ví dụ trong đó có đường, có đạm, có protein, có các vitamin, các vi khoáng. Tất cả tổng hợp cái đó lại là một môi trường rất thuận lợi cho vi khuẩn hoạt động, khi cho nấm mốc hoạt động, nếu như độ ẩm rất cao và dược liệu không bảo quản không chặt chẽ mà trong điều kiện thuận lợi nó phát triển lên. Đối với nấm mốc, chúng hiện nay thế giới đã công bố rất nhiều, các nhà khoa học phát hiện ra rằng trong nấm mốc có một loại nấm mốc mà tạo ra một cái chất gây độc, đó là aflatoxin, và đó là một nguy cơ ung thư gan rất cao. Và rất nhiều dược liệu hiện nay nếu ta bảo quản không trẻ thì cái nấm nó phát triển và nó tạo ra một cái độc tố đó, cho nên rất nguy hiểm. Ngoài cái việc mà độc tố thì còn liên quan đến các nấm mốc đó phân hủy hoạt chất, và hoạt chất đó mất tác dụng và trở thành, khi dùng thì chúng ta dùng có thể coi như dùng bã dược liệu mà hoạt chất khi mất đi đó. Cho nên là cái bảo quản nấm mốc để chống nấm mốc, đồng thời chính là bảo quản hoạt chất để hiệu lực tác dụng cao. Cho đến nay, tiêu chuẩn kiểm nghiệm dư lượng thuốc trừ sâu trong dược liệu vẫn chưa được coi trọng, chưa được xem như một tiêu chí để kiểm soát chất lượng nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc thảo mộc. Trong khi đó, hiện nay để nâng cao năng suất dược liệu, người dân đã sử dụng rất nhiều thuốc bảo vệ thực vật. Nhiều người luôn cho rằng thuốc đông y lành tính, nên chỉ cần nghe ai đó mách có bài thuốc hay là vội vàng mua ngay về uống, với ý nghĩa không khỏi bệnh thì cũng không gây hại gì. Đây là một quan niệm sai lầm. Các chuyên gia khuyến cáo sử dụng thuốc đông y phức tạp hơn thuốc Tây, vì trong thuốc có rất nhiều loại dược chất. Thông thường, trong một thang thuốc có hàng chục vị, mỗi vị lại có hàng trăm chất khác nhau. Cho nên việc kê đơn bốc thuốc còn phụ thuộc vào trình độ của người thầy thuốc. Một vị thuốc bao gồm rất nhiều các thành phần khác nhau, nhiều nhóm chất khác nhau, trong mỗi nhóm chất lại có nhiều chất khác nhau. Có một vị thuốc có thể lên hàng nghìn chất trong một vị thuốc. Chính vì thế mà khi sử dụng nó, nhóm chất này thì đã có tác dụng theo kiểu này, nhóm chất khác có tác dụng theo kiểu khác. Ví dụ có những vị thuốc trong cùng một vị thuốc đó có một hoạt chất gây tẩy sổ để dùng chữa táo bón, nhưng đồng thời có hoạt chất thứ hai là gây săn xe làm gây táo bón, rất phức tạp như thế. Trên đối với người, ví dụ vị đại hoàng, đối với người mà bị táo bón lâu ngày, người ta dùng tẩy sổ rất tốt, nhưng nếu không cẩn thận ta chế biến mà không phù hợp thì uống vào lại gây táo bón thật. Cho nên là đây là một cái phức tạp mà một câu hỏi chúng tôi cho rằng là đối với những người làm nghề thì rất cần quan tâm vấn đề này để xử lý cho nó hợp lý. Hiện nay, nhiều loại thuốc đông y được tẩm các chất bảo quản chống ẩm mốc như lưu huỳnh, phốt pho, chloropicin có thể sẽ gây nhiễm độc cho người sử dụng. Một mối nguy nữa là nhiều ông lang còn trộn thêm tân dược để tăng tác dụng của thuốc, và sẽ gây tác hại lâu dài cho sức khỏe. Theo các chuyên gia, dù là thuốc đông y hay thuốc tây y thì đều có chung tác dụng là điều hòa các rối loạn chức năng và trị bệnh. Thuốc tây y là dạng được tổng hợp từ các hoạt chất, hóa dược theo công nghệ hiện đại, hiệu quả tập trung, tác dụng nhanh. Còn mỗi một vị thuốc đông y có rất nhiều dược chất khác nhau. Một bài thuốc với hàng chục, thậm chí hàng trăm vị, nên con số hóa dược trong đó khó có thể đếm xuể. Nếu người thầy thuốc với hiểu biết rộng, có kinh nghiệm, lại biết kết hợp và điều chỉnh các vị thuốc hợp lý, tài tình, thì thuốc đông y sẽ có tác dụng tốt. Còn ngược lại, có thể gây dị ứng, nhiễm độc và hậu quả khôn lường. Một điểm đáng lưu ý là nhiều bệnh nhân không phải bị dị ứng, nhiễm độc do các hoạt chất trong thuốc đông y, mà lại do hậu quả của những hóa chất dùng trong quá trình bảo quản các kho thuốc như lưu huỳnh, diêm sinh để chống ẩm, chống nấm mốc.
sở dĩ ngộ độc mà nặng và phải đi cấp cứu như thế là vì dùng của thuốc của thầy lang không phải là gia truyền và đặc biệt là không có phép hành nghề. Cho nên là các ông ấy không thận trọng bằng những thầy lương y có gia truyền. Gia truyền thì đời cha truyền con nối, người ta đã biết là vị nào độc, phải dùng rất thận trọng và chỉ định rất hạn chế. Thì bây giờ thì những vị độc có khi người ta lại những người thầy lang rồng, người ta lại hành động theo kiểu là dĩ độc trị độc và muốn cho thuốc mạnh lên để thấy cho bệnh nhân thấy, thì người ta lại tăng liều lên một cách là vô tội vạ, vì họ không có kiến thức, họ không hiểu, chính bản thân họ cũng không hiểu được sự nguy hiểm của cái vị thuốc đấy, cho nên họ muốn thể hiện là thuốc của ta mạnh. Thầy lang ấy thì vốn là học hành không đến nơi đến chốn, xong lại bỏ đi lang thang ở đâu ấy, gọi là đi kia kinh tế mới hay là chả đi làm ăn ở đâu, phiêu bạt ra 3 năm xong về tự dưng là sinh ra là cắt thuốc chữa bệnh, xong lại kiêm xem bói và kiêm là có đền cúng, thế mà dân dân cũng theo. Dị ứng và ngộ độc thuốc đông y thường diễn biến chậm, do đó khi gia đình người bệnh phát hiện được thì bệnh nhân đã vào giai đoạn muộn. Hơn nữa, có rất nhiều trường hợp uống thuốc không rõ thành phần, uống thuốc của những thầy lang trộn lẫn thuốc đông y với tây y theo quan niệm của họ và coi đó là đông tây y kết hợp, nên việc cấp cứu và điều trị càng trở nên khó khăn vì các thầy thuốc không biết chính xác nguyên nhân. Hơn nữa, với những trường hợp bị suy gan, suy thận sau uống thuốc kết hợp với bệnh mà bệnh nhân đã được điều trị trước đó thì dị ứng thuốc đông y càng trở nên nặng nề và dễ tử vong. Không có thuốc nào là tuyệt đối an toàn, dị ứng không chừa thuốc nào cả, thuốc nào cũng gây dị ứng. Thậm chí thuốc đông y nếu dị ứng còn nặng hơn cả thuốc tây y và khó khăn điều trị hơn cả thuốc tây y, cho nên là luôn luôn là đề phòng, không bao giờ được chủ quan với tất cả những cái biểu hiện dị ứng khi mà dùng thuốc, bất cứ là thuốc gì, thuốc đông y, thuốc tây y, bất cứ thấy một cái dấu hiệu gì, biểu hiện gì sớm, ví dụ như nổi mẩn ngứa, ví dụ như là thấy nổi ban đỏ hoặc là thấy sốt lên thì đều phải đi khám, ngừng thuốc và đi khám ngay tại các cơ sở y tế có chuyên môn để người ta xác định nguyên nhân. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chỉ những cái bệnh nào thực sự có chỉ định dùng thuốc thì hãy dùng thuốc. Phải sử dụng theo hướng dẫn của thầy thuốc. Hướng dẫn thuốc là rất chi tiết, cách sử dụng theo liều lượng bao nhiêu, uống lúc đói hay lúc no. Liều lượng tất cả cái là theo hướng dẫn của thầy thuốc. Không tự ý, thứ hai là không tự ý để đi mua thuốc hoặc sử dụng những cây cỏ thông thường mà để chữa và nhiều khi ta chưa hiểu biết nó, thì ta không nên sử dụng một cách bừa bãi, đặc biệt là không nên nghe mách bảo nhau và để mà sử dụng cách bừa bãi những cây ta không hiểu biết nó. Nói tóm lại, ai cũng cần lưu ý khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, dù đó là thuốc đông y để bồi dưỡng hay chữa bệnh. Các chuyên gia về đông y quan niệm sử dụng thuốc đông y phải với tinh thần dùng thuốc như dùng binh, nghĩa là chỉ khi nào có bệnh mới dùng thuốc, bệnh gì điều trị bằng thuốc nấy, chứ không cắt thuốc bổ bừa bãi. Đã uống thuốc phải tới khám và được tư vấn bắt mạch cẩn thận, không nhờ người nhà cắt thuốc hộ, không nên vì chủ quan mà rơi vào tình trạng tiền mất tật mang với thuốc đông y.